Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Ngày hôm nay thứ hai thì chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony trở lại với chúng ta. Gửi chào anh Anthony. Dạ, chào anh, kính chào. Đầu tiên đó là vấn đề mà tiền ảo, cryptocurrency, nghĩa là trong tuần lễ qua nó lên xuống khủng khiếp luôn. Đâu thì có mình rất là nhiều lần mình nên khuyên khán giả là nên đầu tư vào cryptocurrency. Nghĩa là trong cái hồ sơ đầu tư của mình cũng nên có một phần là cryptocurrency. Dạ. Phải không? Mình đã nói là cái cryptocurrency đó nó gọi là nó hedging strategy. Nếu mà stock xuống nó đỡ đầu cho mấy cái khác rủi ro cái chuyện gì. Dạ. Thay vì mua vàng, phải không anh? Dạ. Vàng á thì hồi xưa nay là một cái hedge against the dollar rồi, thì nhưng bây giờ là mới là cryptocurrency đó. Yeah. Nên vào, đừng có nghĩ là tiền ảo nó hay ảo tưởng hay nó không, nhưng nên vào. Nếu mà quý vị muốn cái link thì cứ liên lạc. Liên lạc với anh Anthony nếu quý vị thấy rằng là ồ, mình lỡ cơ hội rồi, không biết đây có phải là cơ hội hay không, thì liên lạc với anh Anthony, anh sẽ cho biết quý vị. Bởi vì trong hồ sơ của anh bây giờ anh có cũng khá nhiều đọc tiền ảo. Mà không phải là chỉ có Bitcoin hoặc là Ethereum, rất là nhiều những cái coin khác nó gọi là altcoin đó. Cũng chẳng hạn như là Dogecoin. Anh thấy cái ông Mark Cuban vừa mới ra nói là quý vị có thể mua những cái đồ mà souvenir của đội Maverick trả bằng Dogecoin. Ông sẵn sàng chấp nhận luôn. Từ cái tweet thôi mà cái nó nhảy lên từ 5 cent cho đến mười mấy xu. Và bây giờ là 35 xu rồi. Crazy. Thêm một điểm nữa đó là có người hỏi tôi bây giờ cái Bitcoin đó nó mấy chục ngàn lận, họ có mua một phần của Bitcoin được không? Được, Binance hoặc là Coinbase anh mua 50 đồng, anh mua 100 đồng cũng được. Bitcoin cũng được phải không ạ? Là Bitcoin đó, nhiều người họ thích Bitcoin thì họ nói 50 ngàn nách quá, tôi chỉ có 1 ngàn thôi. Dạ. Thì cũng được. Mua được một phần nhỏ như thường. Dạ. Giống như vàng á, thay vì anh mua một lượng anh mua một chỉ thôi. Đúng rồi. Lấy cái Bitcoin hồi tuần rồi ra IPO đó từ Coinbase từ 250 nhảy lên 300 mấy. Nhưng cũng là tiền ảo mà bây giờ là thành tiền thật trao đổi. Vegas nhận tiền rồi, nhiều nơi cũng đồng ý để nhận tiền. Không, cái đổi qua tiền đô trên những cái exchange Bitcoin, Coinbase hay Binance rất là dễ. Cái việc cứ nghĩ là khó nhưng rất là dễ. Mình đã thử rồi, mình transfer tiền qua bên cái Coinbase hay Binance, họ rút tiền ra rất là dễ chứ không có gì là khó. Và có họ có một cái hệ thống chain chứ. Dạ. Cái hệ thống đó để mà kiểm blockchain. Soát. Dạ, vâng đúng rồi. Blockchain để hệ thống kiểm. Và bây giờ blockchain nó đâu phải là chỉ có vấn đề kiểm soát tiền ảo đâu, nó đâu đưa vào vấn đề rất nhiều các kỹ thuật khác nữa. Và quý vị nên suy nghĩ là những cái coin, những cái cryptocurrency này nó là không khác là những cái software. Những cái software nó liên hệ với những cái dịch vụ về tài chính, về sản xuất, về nó dò xét, nó rất là safe. Vừa rồi software vừa hardware luôn nữa, phối hợp cả hai luôn. Đó là chuyện Bitcoin. Ngày hôm nay anh đến là có thêm những tin tức liên quan chứng khoán. Đó thì hồi xưa này thì Anthony vẫn thích về những cái cổ phiếu gọi là growth stock, là tăng trưởng đó. Tăng trưởng. Thì nhưng mà ngoài growth stock nó còn value stock, tức là những cái cổ phiếu mà có giá trị, có lời cổ tức. Hôm nay là có hai cái ý kiến, một là cây cổ thụ, một là cây mầm non. Cái cây cổ thụ là vào cái khu vực dược phẩm. Công ty này là 130 năm rồi. Là chuyên môn mà nghiên cứu với sản xuất phát triển những cái liều thuốc mà trị về ung thư này, về áp huyết cao này, bệnh tim này, về tiểu đường này, về tuberculosis. Vâng, thì
130 năm rồi, thì mỗi năm là bỏ ra cái chừng 13 tỷ để về research and development. Nghiên cứu mà thôi. Dạ. Không đó mà còn làm từ thiện là 3 tỷ mỗi năm cho philanthropy, là từ thiện đó. Cái liều thuốc mà bây giờ đang bán rất là hot, rất là chạy để chữa trị những cái khối u của cancer là Keytruda. Quảng cáo TV rất là nhiều. Keytruda, cái loại thuốc này là đã tạo ra là cái chừng 14 tỷ doanh thu hồi năm ngoái rồi. Và thì theo dự đoán là sẽ lên đến 20 tỷ. Dạ. Thì không, cái công ty này không khác là Merck, cái ký hiệu là MRK. Dạ. MRK đã lên. MRK đã lên cao lắm, có chừng cần 90 đồng, nhưng bây giờ có chừng 77 đồng thì... Ồ, đang được discount quý vị ạ. À. Dạ, Merck ngày hôm nay được discount nếu mà quý vị mua 77 đồng 42 cent. Không có nghĩa là Merck sẽ nhảy lên vài trăm đồng không khó, nhưng mà như anh nói đó, đây là những cái grow stock. Dạ. Mình để đó tăng từ từ, thay vì đầu tư vào những cái thứ khác. Thì bây giờ có cơ hội để nó trở về với cái vị trí là 87 đồng 80 cent. Dạ. Trước đây. Mà không những về những cái liều thuốc mình vừa mới nói để điều trị ung thư, mà Merck là cũng là công ty mà vào cái khu vực nó gọi là thú y đó, cũng có dược phẩm về thú y. Cũng Merck, và... Merck khủng khiếp lắm quý vị, lớn lắm. Cái ông Warren Buffett từ quý 4 hồi năm ngoái đến quý 1 năm nay bỏ thêm tiền vào để mà mua Merck. Tổng bây giờ là tổng số mà cổ phiếu của ông về Merck là 28 triệu mà ông mua với cái giá trung bình là 80 đồng. 28 triệu cổ phiếu của Merck. Khủng khiếp, bao nhiêu tỷ đô la? Và vì vậy đó, có những người traditional investor đầu tư mà truyền thống đó là theo kiểu Warren Buffett. Ông không có tin vào Bitcoin, Bitkick gì hết. Những cái gì mà ông không đọc được, ông không thấy được tiền lời ra vào là đừng có hòng đụng tới ông. Cho nên ông nói là cái tiền lợi cổ tức của công ty Merck này là 3.3%. Trong cái pipeline, trong cái đường ống mà những cái liều thuốc đó, hiện tại bây giờ Merck đang có là hình như là 38 cái liều thuốc mà đang ở giai đoạn 2. Rồi 22 liều thuốc đang ở giai đoạn 3. Chỉ cần một vài anh hả? Dạ. Một cái FDA mà chuẩn thuận thôi là quý vị sẽ thấy là cái stock nó sẽ lên như thế nào. Tại vì là cái survey nói là 20 cái bệnh mà rất là khó chữa khó trên thế giới là Merck nắm nghiên cứu hết rồi. Được. Và đang trong cái thời gian thử nghiệm rồi. Sẽ nộp đơn để mà xin được chuẩn thuận. Đó, cái đó là cái blue chip stock vững vững vàng vững vàng. Blue chip stock mà thế thị trường tài chính nói là vẫn còn undervalued, tức là undervalued, giá trị thấp và có khả năng tăng trưởng trở lại. Cái target price cái chừng 99 đồng. Wow. Chỉ cần lên 87 là quý vị thấy cũng có lý lắm rồi, thấy không? Dạ, nhưng mấy cái blue chip stock này là mình phải cho nó thời gian. Chắc chắn, một vài năm. Rồi đến ngược lại là một cái cây mầm non. Nếu mà cái package infrastructure của Biden đó, mà được pass đó, 2,3 ngàn 500 tỷ, thì công ty này là một trong những có thể là prime beneficiary, là người hưởng thụ chính. Tại vì sản xuất thép. Có lý lắm á. Thì năm ngoái đã responsible for có chừng 21 ton. Những cái mà sản xuất thép. Thì sản xuất thép anh biết là nó có những cái unfinished rồi những cái mà finished product. Thì cái thu nhập của công ty nhỏ này đó hồi quý 4 anh năm ngoái. cái tên nó gọi là Gerdau, tức là GGB. GGB. Dạ. Yeah. Có thể Gerdau hoặc là Gerdau. GGB hả? Dạ. Gemco. Yeah. No. GGB đó là Gerdau đó. Vâng. Gerdau đây. Dạ, công ty này ở bên Brazil. Nhưng mà có những cái facility ở Mỹ để mà sản xuất thép đó.
Thị trường đang đi xuống mà Gerdau đang ở mức kỷ lục thưa quý vị, 5 đồng 89 cent. Năm ngoái chỉ có 2 đồng mấy, có 1 đồng 83 thôi anh. Cái earning là lên đến 953%. Cái sale của là tăng lên cái chừng 60% rồi. Mà đã vậy còn chia cổ tức nữa. Dạ đúng, là chừng 100 mấy. Tăng được 26%. Rất tiếc là hết giờ rồi, nhưng mà quý vị thắc mắc những cái gì liên quan đến cryptocurrency vân vân hoặc là những cái cổ phiếu này thì liên lạc với anh Anthony. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vào trong trang nhà littlesaigontv.com, Facebook, YouTube quý vị nhé, và nhớ nhấn nút subscribe. Trân trọng kính chào.